Chiến trường Ukraine chắc chắn sẽ nóng lên trong những ngày tới đây trong bối cảnh Nga đưa tin quân đội Ukraine đã vừa bắn một loạt 6 tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất vào một sân bay quân sự gần thành phố Taganrog, miền nam của nước Nga vào ngày 11 tháng 12. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố là sẽ trả đũa vụ tấn công này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 2 tên lửa đã bị bắn hạ, trong khi 4 tên lửa còn lại bị ảnh hưởng do các biện pháp tác chiến điện tử và đổi hướng. Cuộc tấn công gây thiệt hại nhỏ cho sân bay, 2 tòa nhà hành chính và một số ô tô bị trúng mảnh đạn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, một số binh sĩ Nga đã bị thương trong cuộc tấn công do các mảnh tên lửa rơi xuống. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ không nêu tên nhận định Nga có thể phóng một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm khác vào Ukraine trong những ngày tới. Tuy nhiên, vị quan chức Mỹ này cho biết Washington không coi Oryx là vũ khí giúp thay đổi cục diện trên chiến trường. Nga lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung siêu vượt âm Oryx vào thành phố Dnipro của Ukraine vào hôm 21 tháng 11. Điểm đặc biệt của Oryx là loại vũ khí này có thể mang theo nhiều đầu đạn với khả năng tấn công đồng thời vào các mục tiêu khác nhau. Cũng theo vị quan chức này, các tên lửa này chỉ mang tính thử nghiệm và Nga có thể chỉ sở hữu một lượng ít. Đồng thời, tên lửa Oryx có đầu đạn nhỏ hơn so với các tên lửa khác mà Nga đã triển khai ở Ukraine. Xung đột Nga và Ukraine đang bước vào giai đoạn mà một số quan chức của Nga và phương Tây cho rằng có thể là giai đoạn cuối cùng và nguy hiểm nhất, khi lực lượng Moscow tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Trong khi đó, thì chính quyền của Tổng thống Joe Biden trong những ngày cuối cùng cũng tăng tốc hỗ trợ để Ukraine có thể giành thêm được lợi thế trên bàn đàm phán trong tương lai. Tại Diễn đàn Quốc phòng Quốc gia Reagan ngày 11 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công bố khoản viện trợ vũ khí và trang thiết bị mới trị giá 988 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Khoản viện trợ này nằm trong khuôn khổ sáng kiến trợ giúp an ninh cho Ukraine trị giá 2,21 tỷ đô la Mỹ và chính quyền Biden cam kết sẽ mua vũ khí từ chính ngành công nghiệp của Mỹ chứ không phải là dùng vũ khí có sẵn trong kho để viện trợ cho Ukraine. Trong bối cảnh này, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, người sẽ nhậm chức vào tháng 1 năm 2025, không ít lần thúc đẩy lệnh ngừng bắn và đàm phán để nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến. Khoản viện trợ mới nhất này được xem là một thông điệp kêu gọi chính quyền mới lựa chọn có nên tiếp tục đối đầu với nước Nga hay không. Chính quyền mới cũng như quốc hội lưỡng đảng cần phải đưa ra sự lựa chọn của mình. Song đứng tại địa điểm này, tôi tin rằng Tổng thống Reagan sẽ đứng về phía Ukraine, an ninh của nước Mỹ và tự do của loài người. Trước đó, hôm 7 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, lần đầu tiên kể từ sau khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng trước. Hai nhà lãnh đạo này được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mời đến Điện Élysée trước lễ khánh thành nhà thờ Đức Bà Paris. Cuộc gặp ba nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine và Pháp đã thảo luận trong vòng 20 phút và không có sự có mặt của bất kỳ cố vấn nào. Tổng thống Zelensky cho biết cuộc gặp diễn ra tốt đẹp và bổ ích, và ba nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác cùng nhau. Chúng tôi đã thảo luận nhiều vấn đề khác nhau, chúng tôi cần làm việc và gặp gỡ nhau nhiều hơn nữa. Hiện còn quá sớm để nói về việc phân định biên giới. Song Ukraine đã nêu rõ quan điểm của mình. Quan trọng là các đối tác nắm bắt trực tiếp quan điểm của chúng tôi, chứ không phải từ bên thứ ba. Nếu không có điều này, hòa bình không thể đạt được. Các đối tác đã lắng nghe chúng tôi và tôi hạnh phúc khi họ tiếp nhận quan điểm của chúng tôi. Xin cảm ơn. Cuộc hội đàm rất tốt đẹp. Theo hãng tin Reuters, dù chưa đưa ra bất kỳ bình luận cụ thể nào, nhưng ông Trump một lần nữa nhắc lại về mong muốn thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức, cũng như tiến hành đàm phán để chấm dứt chiến sự ở Ukraine một cách nhanh chóng. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Paris Match của Pháp, được công bố ngày 11 tháng 12, khi được hỏi về ưu tiên hàng đầu của ông trên trường quốc tế, ông Trump nhấn mạnh tới ưu tiên giải quyết vấn đề Ukraine và Nga. Bởi theo ông, cả hai nước đều chịu những tổn thất lớn, hàng trăm nghìn binh sĩ đã thiệt mạng. Giới quan sát cho rằng sau khi ông Donald Trump nhậm chức thì cuộc xung đột Ukraine sẽ chưa thể kết thúc, mặc dù ông này tuyên bố có thể kết thúc xung đột trong vòng 24 giờ. Thay vào đó thì ông Donald Trump sẽ phải đàm phán và đạt được đồng thuận từ Đảng Dân Chủ trước khi đưa ra một quyết định cụ thể. Còn tại chiến trường, cuộc xung đột sẽ diễn ra theo nhịp độ chậm, đan xen các sự kiện có nguy cơ leo thang xung đột nhưng ít hơn hiện nay. Và tới đây thì tiểu mục Thế giới hôm nay của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.